xin chào, quay trở lại. Lúc trước mình cũng hay sử dụng tài khoản Canva miễn phí và bị giới hạn khá là nhiều tính năng. Mình những cái phông chữ thích thì không sử dụng được, những cái template thích, những hình ảnh mình thích cũng không thể nào sử dụng được. Và mình luôn luôn bị hạn chế cái khả năng sáng tạo của mình. Mình thấy người ta thiết kế ảnh khá là đẹp, thumbnail nè, cho đến những ảnh đăng Facebook khá là đẹp. Nhưng mình thì không có đủ tiền để mình đăng ký Canva Pro. Vậy nên là ngày hôm nay Phương sẽ gửi tặng đến các bạn những tài khoản Canva Pro miễn phí. Các bạn chỉ cần làm theo 3 bước như hướng dẫn ở đây, rất là nhanh thì đã có được tài khoản Canva miễn phí cho mình rồi. Template, chữ, phong kiểu các kiểu không giới hạn. Mọi người có thấy là tài khoản Canva lúc trước không? Đây là tài khoản miễn phí nè, chúng ta sẽ bị giới hạn như thế này. Cái gì cũng không được, phải trả tiền hết. Từ template cho đến là phong chữ, cái nào cũng phải bị dính, trong khi những cái mẫu và bị dính thì nó rất là đẹp đấy. Thì mình quyết định là hôm nay sẽ tặng cho các bạn một cái tài khoản Canva Pro. Đây, một cái tài khoản Canva Pro nè, mình tặng cho rất là nhiều người. Và mình có một cái tài khoản kiểu như tài khoản lớn á. Mình có một cái tài khoản lớn và mình share quyền lại cho các bạn. Thì mình share quyền thì đảm bảo cái sự riêng tư cho các bạn, tức là cái thiết kế của các bạn được bảo mật tuyệt đối. Bởi vì là mình sẽ gửi link cho các bạn đăng ký bằng email của các bạn. Và ví dụ như mọi người thấy này, ví dụ như cái này, đây là một cái thumbnail mình thiết kế rất là thoải mái bằng cái Canva Pro. Thì nó khá là nhiều cái hình ảnh thumbnail, cái kiểu chữ, kiểu ảnh rất là đẹp như thế này. Và mọi người thấy không, tất cả những cái template này nó không có bị giới hạn chữ, kiểu chữ. Ví dụ kiểu chữ đúng không, thay vì bên kia thì nó hiện là phải nâng cấp bên Pro, thì ở đây nó hiện chữ Edu. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng và không có bị lo là bị dính bản quyền nữa. Mọi người thấy không, sử dụng hoàn toàn miễn phí. Nên là bây giờ các bạn hãy xem đến cuối video này, đến phút cuối luôn, đừng bỏ sót cái khúc nào hết nha. Trước khi hướng dẫn 3 bước để có tài khoản Canva Pro, mình xin 30 giây quảng cáo. Đây là kênh YouTube mà Hường đang xây dựng. Kênh này mình chia sẻ về Internet Marketing, các kỹ năng cũng như cách làm video để làm marketing, rồi Canva Pro, những kỹ năng chuyên sâu cần thiết. Mình nghĩ là hữu dụng cho tất cả những bạn đang làm marketing, đặc biệt là marketing online. Thì các bạn vào kênh của Hường để xem nhiều chia sẻ khác. Và Hường có những cái video chia sẻ về cách kiếm tiền 20 triệu một tháng nè. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấp vào nút chuông thông báo như thế này để nhận video chia sẻ mới nhất và những cái quà tặng khác của Hường nha. Rồi bây giờ Hường xin giới thiệu. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với bước 1. Khi bạn đang xem video này thì bạn kéo xuống bên dưới nè, bấm vào cái nút đỏ này, đăng ký kênh và nhấp vào nút chuông thông báo như thế này là các bạn đã xong bước 1 rồi. Bên cạnh đó thì nếu mà thích thì like cho mình một cái luôn. Like cho mình một cái, mình sẽ cảm thấy vui làm ra nhiều video hữu ích hơn. Ok, bây giờ đến bước thứ 2 khá là nhanh. Các bạn truy cập vào đường link là tomatohuong.com/canvapro, hoặc là click vào cái đường link Hường đã để sẵn dưới phần mô tả rồi. Truy cập vào đây. Mình truy cập vào chat với fanpage Tomato Hường này. Ở fanpage này các bạn chỉ cần gõ đúng ký tự sau. Các bạn chỉ cần gõ từ canva123. Đó, thì các bạn sẽ nhận được cái link đăng ký Canva Pro. Đây là xong bước 2 nha. Bước 3, đó là chúng ta đăng ký cái Canva Pro này. Thì chúng ta bấm vào cái chữ kích hoạt Canva Pro. Đấy, ở đây thì nếu như còn đã có tài khoản rồi thì bạn login. Còn chưa có tài khoản thì bạn sign up with Google email. Nói tóm lại, miễn là các bạn click vào cái link này để đăng ký hoặc là để đăng nhập vào tài khoản Canva có sẵn lúc trước thì các bạn đã có một cái tài khoản Canva Pro rồi. Rất là đơn giản đúng không? 3 bước này làm chỉ có mấy phút thôi thì các bạn đã có thể có rồi. Nếu mà thấy video này hữu ích thì hãy share đến bạn của mình hoặc là anh chị em của mình, ai cũng cần cái tài khoản Canva Pro thì share đến cho họ xem để họ cũng có cái tài khoản Canva Pro giống mình nha. Trước khi mà kết thúc video thì các bạn nhớ là phải hoàn thành cái bước đăng ký kênh giúp Hường và nhấn vào nút chuông thông báo. Có một cái nữa đó là các bạn hãy bình luận xuống bên dưới thích video hoặc là không thích video. Bình luận xuống cho Hường biết là bạn thích hay không thích, để mình nhận ra là những video kiểu nào hữu ích để mình làm thêm, bổ sung, hướng dẫn các bạn nhiều hơn nha. Ngoài ra thì trên kênh Hường có hướng dẫn nhiều video khá là thú vị. Nhớ lên xem nha. Bye bye, hẹn gặp lại.